một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021 của tôi. Thưa quý vị, như hôm qua tôi có nói là qua bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden nói về chính sách đối ngoại dưới nhiệm kỳ của ông, thì một hình thức nhẹ nhàng phối hợp với tất cả các quốc gia nhưng cũng rất là cứng rắn, đặc biệt là với những quốc gia là hai đối thủ chính là nước Nga và Trung Quốc. Thế thì riêng vấn đề của Việt Nam thì như thế nào? Thì bây giờ Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao của Mỹ dưới thời kỳ của Tổng thống Joe Biden thì làm sao? Chiều ngày 26 tháng 1 năm 2021, Thượng viện của Hoa Kỳ chuẩn nhận cho ông Antony Blinken, 58 tuổi, chính thức làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, thay thế cho ông Mike Pompeo của cựu Tổng thống Donald Trump. Vừa nhận được tin là Thượng viện của Hoa Kỳ chuẩn nhận cho ông Antony Blinken, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam là ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư chúc mừng cho ông Antony Blinken và cũng đã nói lên những cái quan điểm của Việt Nam, là nói lên rằng là Việt Nam là chúc mừng cho ông Antony Blinken, nhưng mà đó là Việt Nam coi trọng và muốn tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia theo đúng hiệp pháp, theo đúng luật pháp của quốc tế, thưa quý vị, để ổn định lâu dài dựa trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, tức là không có xen vào cái nội trị của nhau. Và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng nói rằng là trên là muốn cho hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mỹ, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như hợp tác ứng phó với đại dịch COVID-19. Thì ngay ngày 27 tháng 1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã gửi thư chúc mừng cho ông Antony Blinken rồi. Thì hôm qua, thưa quý vị, ngày 5 tháng 2 đó, bên phía của Bộ Ngoại giao Mỹ là ông Bộ trưởng mới, ông Antony Blinken có gọi điện thoại nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Và khóa 13 này thì là ông Phạm Bình Minh là cũng ủy viên Bộ Chính trị nữa, thưa quý vị. Thì việc đầu tiên á, thì ông Antony Blinken ông nói rằng là ông cũng cảm ơn cái lời chúc mừng của Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Ông xin cảm ơn chúc mừng đó. Và ông cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy cái quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ có lợi ích cho cả hai nước, lợi ích cho nhân dân của hai nước, để góp phần củng cố hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng khu vực châu Á. Hai bên là Việt Nam và Mỹ là nhất trí đánh giá cái bước phát triển trên mọi lĩnh vực trong 25 năm qua, từ khi mà có ban giao Việt-Mỹ tháng 7 ngày 12 năm 1995 đến nay. Ông Tân Bộ trưởng Antony Blinken cũng chúc mừng cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công. Và thưa quý vị, là cái chuyện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công đó là dấu ngoặc quan trọng để dẫn đưa đất nước Việt Nam từ từ bước lên thành một cường quốc trong khu vực vào khoảng năm 2045. Thì ông Antony Blinken cũng nói rằng là
ông tiếp tục coi trọng quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Không thể nào mà không coi trọng được Việt Nam là một đối tác quan trọng để thăng bằng cái thế lực hung hăng của ông Trung Quốc nữa thưa quý vị. Dầu rằng nước Mỹ mạnh, nhưng nước Mỹ cũng cần có những người bạn như Việt Nam. Rồi trong dịp này thì ông Antony Blinken cũng chúc mừng cho Việt Nam đã điều hợp với cái chức chủ tịch của khối ASEAN năm 2020, đã điều hành cái chức vụ đó một cách rất là thành công. Rồi ông cũng chúc mừng Việt Nam là cũng đã là một ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng rất là thành công. Thì thưa quý vị, khối ASEAN là một cái khối bây giờ đang lên. Qua những cái hiệp ước mà như thí dụ như là cái vụ vừa rồi Việt Nam phối hợp để mà có một cái hiệp ước RCEP, không những cho cái khối ASEAN mà còn kéo luôn cả nào là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc rồi gì, là một cái đối tác thương mại chung đó, lên tới coi như 60% của cả thế giới, rất là kinh khủng. Nên là nước Mỹ phải đánh giá cao về ASEAN. Dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump thưa quý vị, thì cựu tổng thống Donald Trump bỏ cái TPP, tức là Trans-Pacific Partnership. Nhưng mà có lẽ là vì cái đó nên khối ASEAN đã vươn mình dậy và làm một cái chuyện Mỹ dưới thời của Tổng thống Joe Biden phải đánh giá lại. Phải đánh giá lại về cái sự thành công của khối ASEAN. Và thưa quý vị, là ông Antony Blinken đã nói chuyện thì nội dung đó báo chí Việt Nam còn nói rất rõ là đánh giá cao cái quan hệ tương tác với Việt Nam. Không thể nào mà gọi là xen kẽ vào cái nội trị của nhau được. Thưa quý vị, đó là cái nội dung của nói chuyện ngày hôm qua. Nhưng mà đó là lập tức là ông Antony Blinken cũng đã yêu cầu là Trung Quốc hãy từ bỏ đi cái bản đồ chín điểm đỏ đi. Hãy bỏ đi cái yêu sách phi pháp đó. Đó cũng là một cách mà gọi là nội các của Tổng thống Donald Trump, ông Antony Blinken cũng gửi ra một cái tín hiệu là họ rất là sẵn sàng hợp tác với Việt Nam. Như tôi cũng đã nói rất là nhiều lần trước đây thưa quý vị, hiện giờ nước Mỹ không cần biết đảng nào, nhưng mà đa số người dân của Mỹ 90-mấy% rất e ngại Trung Quốc. Nên lưỡng đảng của Hoa Kỳ, Hạ viện cũng như Thượng viện, Cộng hòa hay Dân chủ mà lên đó, đều cũng phải là theo ước nguyện của người dân Hoa Kỳ là canh chừng anh Trung Quốc. Những cái điểm mà anh Trung Quốc hung hăng á, họ không thích. Cái bản đồ chín điểm đỏ là cả thế giới lên án rồi. Phán quyết trọng tài của quốc tế năm 2016 đã nói rằng là Trung Quốc không có chứng minh được chủ quyền của họ trên chín điểm đỏ. Thì Trung Quốc phải bỏ đi chứ. Nên bây giờ đó là tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, ông Antony Blinken nhắc lại chuyện đó và nói rằng là chứ yêu cầu Trung Quốc bỏ đi cái chuyện gọi là đòi hỏi cái chủ quyền phi pháp đó, kỳ cục lắm. Còn nếu làm thì nước Mỹ cũng sẽ tiếp tục có những cái động thái mà họ nói là bảo vệ quyền hàng hải, tự do hàng hải, tự do hàng không, tự do hàng hải, nhất định là như vậy. Nên cái câu chuyện mà gọi là hai người bộ trưởng tương tác với nhau rất là lý thú thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là hai người sẽ gặp nhau trong một cái giai đoạn nào đó thuận lợi, mình gọi là rủ nhau đi ăn phở hay là rủ nhau đi ăn bún bò Huế ở đâu đó, một có thể là ở tại Việt Nam hoặc là ở tại Mỹ, mà đó là điều chắc chắn thưa quý vị. Việt Nam khéo léo thì lúc nào cũng được sự ủng hộ của cả thế giới. Câu chuyện của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ gọi điện thoại với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, như vậy đã cho thấy là chính sách của cả hai nước là hợp tác với nhau để bảo vệ quyền lợi của cả hai nước. Và cũng không có bên nào ngã về bên phía nào để đấu với phía kia nào hết. Rõ ràng là như vậy. Tức là Việt Nam đối tác ngang bằng với Mỹ, không có ngã về phía Mỹ hay là Mỹ ép Việt Nam phải ngã về phía Mỹ được. Đó là cái nguyên tắc như vậy. Rồi
Cũng qua cái này đó thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng cho thấy rằng là nước Mỹ là muốn hợp tác với Việt Nam trong cái vấn đề mà cái anh thống chế Minh Aung Hlaing ở tại Miến Điện vừa mới đảo chánh bắt giam bà Aung San Suu Kyi, thì ông Anthony Blinken ông cũng lên tiếng là ông yêu cầu là trả tự do cho bà ấy, và ông nói rằng là các quốc gia trong vùng nên có những cái thái độ tùy theo quyền lợi của mỗi một quốc gia để mà bày tỏ cái việc mà ủng hộ cho nhân quyền. Thì thưa với quý vị, mỗi một quốc gia họ có cái sự suy nghĩ cân nhắc của họ. Thí dụ như nước Thái đó, Thái Lan thì họ nghĩ rằng là họ ở cạnh bên Miến Điện thì họ cho rằng đó là một cuộc nội trị. Nội trị của Miến Điện họ không muốn xen vào. Và tôi cũng nghĩ rằng là Việt Nam cũng sẽ rất là khôn khéo. Vì Việt Nam cũng có những tương tác rất là chặt chẽ với Miến Điện. Nên chắc chắn Việt Nam cũng sẽ không có vào cái tình thế mà dễ dàng mà bảo rằng là sẽ lên tiếng ủng hộ bà Aung San Suu Kyi rồi chống lại ông thống chế ông Minh Aung Hlaing. Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà đó, tôi không phải là Việt Nam nên tôi cũng không, đó là suy nghĩ của tôi thôi thưa quý vị. Vì quyền lợi của hai nước Việt Nam sẽ đi rất là khéo léo. Câu chuyện hai bộ trưởng nói chuyện với nhau, tôi xin thông tin đến quý vị. Và đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi Góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2021. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.